Kiều Xuân hân hạnh tài trợ chương trình này. Thưa bác sĩ, như bác sĩ nói thì từ xưa nay người ta đã chú ý rất nhiều tới những cái cách thức để mà bổ sung nội tiết tố. Tuy nhiên, liệu pháp nào được coi là an toàn và hiệu quả cho đến hiện nay ạ? Như chúng ta cũng vừa mới bàn luận với nhau từ trước đấy, thì cho đến bây giờ thì người ta tìm cái liệu pháp thay thế hormone bằng thực phẩm chức năng có một cái thành phần chính là estrogen 100 được chiết xuất từ ba cái loại thảo dược chính đấy. Thì theo các cái nghiên cứu khoa học ấy, để người ta công bố về riêng cái chất này nó có tác dụng nó gần gấp tới 3 lần của các loại hormone thảo dược trước kia nó đã được nói đến, tức là cái hiệu quả của nó rất cao, tác dụng của nó rất là tốt như vậy, cho nên là có thể nó đem đến cái cải thiện rất là đáng kể tình trạng mà thiếu hụt hormone rồi đưa đến cái khô đảo của người phụ nữ. Ngoài những cái tác dụng chính về tăng được cái lượng hormone trong cơ thể đấy, thì nó làm tránh cái thụ thể của các cái tế bào ung thư, vì thế nó sẽ giảm những cái ung thư vú. Và qua một số những nghiên cứu khác người ta công bố như thế này, nó cũng không làm cho chảy máu âm đạo này, không hình thành cái khối u xơ tử cung đấy. Cho đến bây giờ người ta vẫn cho rằng là cái nguyên nhân chính là do cái mất cân bằng và cái thừa estrogen, những người có estrogen cao. Nhưng bây giờ đưa cái chất này vào nhưng nó tăng được cái estrogen nhưng nó lại không làm cái tăng u xơ tử cung. Vâng. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe phần chia sẻ của bác sĩ Trần Văn Hùng để hiểu rõ hơn rằng mọi thứ thực ra cũng tuân theo quy luật tự nhiên, nhưng mà với cái sự phát triển của khoa học, của công nghệ thì chúng ta cũng có rất nhiều cách để có thể khắc phục được những tình trạng mà chúng ta sẽ gặp phải.